Hello Phương Ngọc Luyến, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Phương Ngọc Luyến. Và hôm nay sẽ là một clip mà tôi sẽ đi chuẩn bị cho một cái Tết của tôi tiếp theo. Mọi người nhìn thấy gì không? Tóc thì cũng đã lỗi rồi đúng không? Đấy, thì mặt mũi thì cũng sáng sủa rồi. Mọi người thấy ra mặt tôi đẹp không? Đó, mi thì chắc là năm nay không được mi đâu, cứ để mi này xong rồi chốt mi lên được. Còn một vấn đề đó là bộ móng tay của tôi vẫn chưa làm. Hôm nay là 27 Tết rồi và tôi rất là bận bịu đặt lịch từ rất sớm. Và cuối cùng chị xếp lịch cho là 7 giờ tối ngày 27, chính xác là ngày hôm nay này. Ui, thề luôn, 7 giờ tối đi làm móng, lần đầu tiên 7 giờ tối đi làm móng. Bây giờ vẫn chưa ăn gì cả, thôi mặc quần áo và đi làm móng thôi. Mọi người hãy cùng đi làm móng cùng tôi nhé. Xem hôm nay à, tôi làm bộ móng gì và như thế nào nhé. Đánh nguyên này bán tết. Đánh nguyên cái bộ lòng móng này về nhà. Đi về nhà xem phản ứng của mẹ thế nào, xem để này có rửa được bát không, giặt được quần áo không. Rồi chiếc móng tay dài vừa nhọn. Hôm nay mà con nào mà chết với bà, con nào tranh tiền lì xì của bà thì chết với bà. Đây là lưu hình này, đây là bố. Đây mình cũng biết đấy, ngày xưa cũng học tí móng cũng biết. Làm móng bây giờ mà không thể yêu thương mình được nữa. Thế là mình đang phải làm móng lúc 7 rưỡi tối. Chưa cả kịp ăn cơm luôn ấy. Mình lúc chiều thì có đi ăn bát mì cay. Tranh thủ làm không thì chị Nhung đông khách lắm, chị sẽ không nhận nữa đâu. Bà Trùm làm móng chợ đấy à đấy. Bà Hồ. Bà Trùm nêu Bà Hồ. Móng này một đứa làm tranh lì xì của tao làm này thì ngất chết đi mị. Được xong, đây là công đoạn gì nhỉ? À, mài móng. Hay là vào form hay sao ấy. Có thể là như vậy. Lên form móng phát là đẹp luôn. Nếu bạn có một đôi tay xấu thì hãy đi làm một đôi móng đẹp, chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn. Tên
đã lên form xong và bây giờ đã thấy rất đẹp rồi, có thể về chơi Tết được luôn rồi. Nhưng mà Nono cho thêm ít màu nữa. Đính đá bling. Một năm mới có một cái Tết. Mặc dù là mình biết là Tết năm nay chắc là sẽ kiểu lạnh giá, không biết là có đi đâu chơi không, nhưng mà cứ phải đẹp lắm. Ở nhà cũng phải đẹp, rửa bát cũng phải đẹp nha. Và riêng móng này mà gãi đầu nó hơi bị ít nha. Lần trước làm cái móng này một lần này, xong rồi là đâm chọt nó rách hết cả người luôn đấy. Nhưng mà không sao cả, vì đẹp mình vẫn làm. Lúc đấy mình bảo là mình sẽ thèm không bao giờ làm lại cái quả móng nhọn mắt này nữa. Nhưng mà xong rồi là đến bây giờ thì mình vẫn làm lại. Mình chợt nhận ra đấy là cái móng nhọn này là cái móng đẹp nhất mà mình làm. Để đẹp, đúng không? Có thể là mình chơi gọi là mấy ngày Tết 1, 2, 3 xong rồi mình đến 4 mình cắt ngắn đi một đoạn chẳng hạn. Chút xíu rồi, bling. Wow, nhiều đồ đẹp quá mọi người ơi. Bật cốt xe mang nhất là cốt là mọi người ơi. Sắp xong rồi. Mỗi móng hôm nay làm quá nhanh luôn thề. Hôm nay thấy là móng nhanh, mỗi hôm làm móng lâu lắm mà. Cái tài nạn này thực ra là có cách nói như là cộng thêm một lít tiền tiếp chuyện. Mày tí nữa mình cộng mày thêm 2 lít. Mày quay video. Mày quá thì đến giờ mình không nói chuyện gì cả. Mình chỉ là ít thôi, mình không nói nhiều. Một ngày chị làm bao nhiêu bộ móng? Có hôm đến 17-18 bộ. 17-18 bộ. Mọi người nhân đi. 17-18 bộ, mỗi bộ trung bình bao nhiêu tiền? Mấy trăm. Trời ơi. Giàu lắm. Thế là mình sẽ được làm móng Ferrari. Tổ nghề móng không độ. Căn bản là làm móng mệt lắm. Em thấy làm móng mệt lắm, ngồi kiểu ngồi cả ngày. Trên ngày vậy, chị ngất luôn. Mấy ngày Tết. Chị làm từ bao giờ? Từ ngày 20 đến hôm nay là 27 rồi mà mỗi ngày 17 bộ móng. Không phải ngày nào cũng được 17. Không giỡn nha, giàu nha, không giỡn nha. Giàu thật sự không giỡn nha. Thế nên tèn, chết quên. Từ đến giờ ngồi hơi kiểu bố đòi mẹ thiên hạ. Lại nhé, vừa lấy là kiểu không phải mình đâu. Đây mình đây. Mình để thêm một xíu nữa. Mọi người hãy cùng chuẩn bị nhìn nhé. Móng chân. Tông sẽ tông vào móng chân, bộ móng chân làm từ mấy hôm trước rồi. Nhưng là nó vẫn chưa phèn. Tiết kiệm. Mình không làm nữa, ra Tết mình làm. Hôm nay là nguyên một cây trắng. Hợp mệnh. Đầu năm phải làm màu hợp mệnh cho cả năm nhiều tiền. Có tiền thì mới có tiền đi làm móng. Lắm quá mọi người ơi. Nhìn nè, cái nên tèn xương chưa. Sọc. Bling. Cái này có chị nào tuyển em đi đánh game thuê không ạ? Alo, ở đây có ai tuyển cần người đi đánh game thuê không ạ? Chị cần người đi đánh game thuê không chị? Bên em có tuyển nhân viên không? Không. Rồi,
Xong rồi bây giờ đi về xong rồi qua sang năm giả được không nhỉ? Tết sang năm giả được không nhỉ? Tính lãi là được. À tính ờ à, tính lãi. Bây giờ đi làm móng lợ xong rồi tính lãi đâu. Em gửi tiền đấy, em bao nhiêu? 50.000 mọi người ạ. 50.000. Chị bảo chị lấy mình 50.000 thôi. 50.000 trong xanh. Tổng thiệt hại của bộ móng này nó là hết 50.000 trong xanh nhá, 50.000 trong xanh nhá mọi người nhá. Cô chủ rất chi là xinh đẹp. Đó, đây cô chủ đây. Cô chủ rất xinh gái. Kiếm tiền rất dễ em, mọi người đi học móng đi. Đấy, mà bây giờ một ngày bảo là đây, cắm cho mình. Đấy, bây giờ một ngày mà chị bảo là một ngày chị làm 17 18 bộ móng mà chị làm từ sáng đến tận đây, chị bảo là cái gì mà đánh răng. không cần đánh răng nhỉ? Ngủ mồm chưa kịp thôi đã phải dậy rồi. Chị bảo là đánh răng phí cái bánh răng, tại vì là đi làm Tết này ấy, là ngủ mồm chưa kịp thôi đã phải dậy làm khách tiếp rồi. Đấy, ngày làm từ sáng đến tối mà mọi người nghĩ một bộ làm móng này mình, ví dụ mình làm một tiếng đi mà một ngày làm 17 18 bộ móng, mọi người nhân với 500.000 cho mình xem nào. Giàu. Bảo sao mà ở nhà mặt phố. Giàu. Thôi em đi về đây. Bye bye nha.